từng đóng cặp với những diễn viên trẻ trung đẹp trai ngời ngời như Jung Hae In, Park Hee Jin, Park Bo Gum và sau đó là Gong Joo trong Goblin, Yêu Tinh, đã trở thành dấu ấn khó quên của truyền hình Hàn Quốc, gây bão không chỉ trên địa hạt phim ảnh mà còn để lại dư âm mạnh mẽ toàn cầu nhờ âm nhạc, thời trang, du lịch, truyền hình giải trí. Sau đó, là hóa thân thành một nàng thám tử dũng cảm và tài giỏi trong Quân Vương Bất Diệt, đóng cặp với nam tài tử hot nhất xứ Hàn Lee Min Ho. Đó chính là Kim Go Eun, nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô gặt hái được nhiều thành công trong suốt 8 năm dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất với các vai diễn trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Bắt đầu sự nghiệp đầy mạo hiểm với tác phẩm được coi là phiên bản Lolita Hàn Quốc, Nàng Thơ A Muse. Vào năm 2012, diễn xuất của cô gái 21 tuổi đã gây ấn tượng mạnh đối với điện ảnh và từng bước khẳng định tài năng của mình qua nhiều tác phẩm khác sau này. Với vẻ đẹp lạ mang đậm nét Á Đông cùng nụ cười đặc trưng, Kim Go Eun hiện đang trở thành một trong những ngôi sao được săn đón hàng đầu tại xứ sở Kim Chi, bên cạnh những ngọc nữ Kim So Hyun, Kim Ji Won hay Kim Joo Jung. Đôi nét tiểu sử về Kim Go Eun. Kim Go Eun sinh tháng 2 năm 1991 tại Hàn Quốc. Khi lên 3, cô đã cùng gia đình chuyển đến sống tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và gắn bó với mảnh đất này trong suốt 10 năm. Dù sinh ra trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật, nhưng trong suốt 10 năm xa quê, Kim Go Eun luôn ấp ủ ước mơ trở thành một đạo diễn và cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà. Kim Go Eun chia sẻ, bản thân là người hâm mộ nhiệt thành của bộ phim Cây Vĩ Cầm Vàng Together do đạo diễn người Trung Quốc Trần Khải Ca thực hiện, và bộ phim cũng là động lực để cô theo đuổi con đường điện ảnh. Cô đã từng có thời gian rất khó khăn khi quay trở lại Hàn Quốc vì môi trường sống thay đổi. Những trải nghiệm mới lạ và tính cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí đã khiến cô gái nhỏ cảm thấy choáng ngợp. Và chính những thách thức đó đã giúp Kim Go Eun mài dũa, rèn luyện và phát triển bản thân như bây giờ. Quay trở lại quê nhà để thực hiện ước mơ trở thành một nhà sản xuất phim, nhưng cơ duyên lại dẫn lối cô đến với ánh đèn sân khấu khi theo học và tốt nghiệp tại Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Trong quá trình trưởng thành, việc tiếp xúc với hai nền văn hóa Hàn Quốc và Trung Quốc không chỉ mang đến cho Kim Go Eun khả năng thông thạo hai thứ tiếng, mà còn phần nào ảnh hưởng đến tính cách cũng như sự nghiệp của cô sau này. Sự nghiệp thăng hoa của vẻ đẹp lạ xứ Hàn. Sự nghiệp diễn xuất của Kim Go Eun chính thức bắt đầu nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè và tài năng của cô, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Jung Ji-woo. Năm 2012, Kim Go Eun trở thành tâm điểm chú ý của các phương tiện truyền thông khi tham gia vào bộ phim Người Lớn, Nàng Thơ. Là một sinh viên 21 tuổi chuyên ngành diễn xuất, cũng chưa từng tham gia bất cứ dự án điện ảnh nào ngoài các bài tập và vở kịch ở trường. Thế nhưng tài năng thiên phú của Kim Go Eun đã giúp cô vượt qua 300 ứng viên để trở thành nàng thơ trong một bộ phim yêu cầu diễn biến tâm lý đầy phức tạp của nhân vật. Bộ phim đã gây nhiều tranh cãi và chỉ trích đối với Kim Go Eun, nhưng cũng mang về cho cô 9 giải thưởng lớn. Trong đó có giải diễn viên xuất sắc nhất tại Chuông Vàng lần thứ 49 và diễn viên mới xuất sắc tại Rồng Xanh lần thứ 33, hai giải thưởng danh giá bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Mặc dù nhận được nhiều lời đề nghị sau thành công rực rỡ Nàng Thơ, nhưng Kim Go Eun quyết định tạm dừng diễn xuất và quay trở lại trường tiếp tục hoàn thành việc học tập trong 2 năm tiếp theo. Năm 2014, Kim Go Eun trở lại làng điện ảnh với vai diễn cô nàng Park Sun hấp tấp, nóng nảy trong bộ phim quái vật Monster. So với vai diễn của Nàng Thơ, đơn thuần và trong sáng trước đó, thì sự trở lại lần này của Kim Go Eun là một cú lột xác ngoạn mục khi mang đến một hình ảnh nữ quái điên loạn với cảm xúc nội tâm phong phú. Từ đó cho thấy tài năng trong lối diễn xuất đa dạng, tinh thần dám thử thách và đổi mới bản thân của nữ diễn viên. Đến đầu năm 2015, Kim Go Eun liên tục để lại những dấu ấn trên màn ảnh rộng với 3 vai diễn khác nhau trong Phố Người Hoa, Kiếm Ký và Xác Chết Bí Ẩn. Đặc biệt, sánh vai cùng dàn diễn viên khủng như Kim Hee Soo, Im Tang-gu, Park Bo Gum, Kim Go Eun và Phố Người Hoa đã mang đến những giá trị sâu sắc về sự tha hóa của xã hội, được trình chiếu ở liên hoan phim Cannes và đem về một đề cử cành cỏ vàng đầy danh giá. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Kim Go Eun. Sau 4 năm dài tỏa sáng trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên 30 tuổi đã có cho mình vai diễn truyền hình đầu tiên trong bộ phim chuyển thể từ truyền tranh mạng đình đám Bảy Tình Yêu, Cheese in Trap. Bảy Tình Yêu cho thấy sự trở lại của nàng thơ Kim Go Eun với thể loại thanh xuân vương trường ngọt ngào. Trong đó, nhân vật Hong Seo do cô thủ vai là một sinh viên đại học bình thường, giản dị, đang đứng trước nhiều áp lực từ phía gia đình và việc học. Bỗng gặp ngã rẽ bất ngờ, nhận được lời tỏ tình từ chàng bạch mã hoàng tử Jung Joo, Park Han Jin thủ vai. Khác với vai diễn nặng đô trước đó, Kim Go Eun đã mang đến cho khán giả sự gần gũi, nét đáng yêu của cô nàng Hong Seo.
đồng thời thể hiện những góc nhìn chân thực về cuộc sống sinh viên. Sau 7 tình yêu, cô quay trở lại màn ảnh rộng với vai diễn cô cháu gái nổi loạn, lạnh lùng, mang trong mình nhiều bí mật trong phim Hoa Cải Vàng cùng diễn viên gạo cội Jun Ji Hyun, gửi đến người xem những thước phim đầy cảm xúc về tình bà cháu ấm áp, chân thành. Cùng năm đó, Kim Go Eun tiếp tục hành trình khẳng định bản thân khi đảm nhận vai nữ chính Ji Hyun Tak trong bộ phim truyền hình mới của đài TVN mang tên Yêu Tinh, sánh vai cùng hai nam tài tử xứ Hàn là Gong Yoo và Lee Dong Wook. Những ngày đầu khi Yêu Tinh vừa ra mắt, nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên không phù hợp với vai diễn. Thế nhưng cô đã khẳng định tài năng của bản thân khi để lại nhiều thương nhớ trong lòng khán giả với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cười ngọt ngào và vẻ đáng yêu, trong sáng rất tự nhiên của một cô nữ sinh 17 tuổi. Cặp đôi đuổi lệch Gong Yoo và Go Eun đã cho thấy phản ứng hóa học tuyệt vời, mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc vui buồn đan xen với mối tình định mệnh và thậm chí nhiều tin đồn phim giả tình thật nổi lên vì sự tương tác quá ăn ý của hai diễn viên. Bộ phim thực sự là một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất trên màn ảnh nhỏ của Kim Go Eun khi đập tan được những hoài nghi của công chúng về khả năng của bản thân, đồng thời đưa tên tuổi cô vươn ra tầm thế giới. Sau Yêu Tinh, Kim Go Eun tiếp tục tham gia thể hiện nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim như Hoàng Hôn Trên Thị Trấn hay Giai Điệu Tình Yêu, và gần đây nhất là Quân Vương Bất Diệt, đánh dấu sự quay trở lại sóng truyền hình cùng Lee Min Ho. Trong Quân Vương Bất Diệt, Kim Go Eun vào vai nữ thám tử mạnh mẽ và dũng cảm Kun Ta Eun, luôn sống vì chính nghĩa, nhưng trái tim kiên cường ấy lại trở nên mềm yếu khi gặp vị quân vương của thế giới song song, Lee Gun, Lee Min Ho thủ vai. Khoảng cách và thân phận đã trở thành rào cản lớn nhất khiến họ phải cố gắng vượt qua để có được tình yêu hạnh phúc. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau thời gian vắng bóng. Thông tin về sự kết hợp của hai diễn viên đình đám đã gây tiếng vang lớn và nhận được sự trông chờ của đông đảo khán giả truyền hình. Tuy nhiên, Quân Vương Bất Diệt đã không thể đáp lại kỳ vọng trở thành bom tấn năm 2020 khi tỷ lệ người xem liên tục giảm, thậm chí còn có những lúc chạm mốc thấp nhất. Dù không thu về được kết quả như mong đợi, nhưng qua Quân Vương Bất Diệt, Kim Go Eun đã cho thấy sự cống hiến hết mình trong từng dự án phim khi liên tục thay đổi và học thêm các kỹ năng để hoàn thành vai diễn trọn vẹn nhất có thể. Nữ diễn viên Quân Vương Bất Diệt tiết lộ rằng cô đã học thêm Taekwondo và tìm hiểu sâu sắc về các nữ thám tử để đem đến những thước phim chân thật nhất. Kim Go Eun đã từng bước khẳng định diễn xuất ngày một trưởng thành của mình và chinh phục khán giả bằng chính thực lực của bản thân. Cái nhìn phiến diện của công chúng về cô diễn viên trẻ năm nào đã hoàn toàn được thay thế bằng sự khâm phục và yêu quý. Người mẫu thời trang chuyên nghiệp. Kim Go Eun luôn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình bằng sự chăm chút cho từng dự án, từng vai diễn, với hy vọng diễn xuất của mình có thể đem đến cảm giác chân thực nhất và chạm đến trái tim người xem, bởi diễn xuất đối với cô chính là niềm đam mê lớn nhất. Dần dần, được khán giả công nhận thực lực, thành công từ diễn xuất đã trở thành bước đệm để Go Eun tiến đến với lĩnh vực thời trang mà cô luôn yêu thích. Gương mặt với những vẻ đẹp độc đáo đã tạo được ấn tượng mạnh với các nhãn hàng và các hãng thời trang lớn săn đón. Nhìn lại hành trình trở thành gương mặt sáng giá của điện ảnh Hàn, Kim Go Eun đã cho thấy sự trưởng thành trong lối diễn xuất và hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả từng vai diễn xuất sắc hơn nữa trong tương lai.